Tiếp nối lịch sử, ngày 14 tháng 10 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: một là đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Hai là nguyên tắc kiềng ba chân, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là cơ chế kiểm soát quyền lực. Trong đó, mỗi chủ thể đều phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phải tuân theo hiến pháp, luật pháp. Đây là cơ chế, chế độ ưu việt nhất hiện nay. Cử tri tức là nhân dân. Nhân dân mới là quyết định tất cả. Nhưng mà có một cái vế rất quan trọng, ta nói vào đầy đủ là dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cái mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ba cái chân kiểm rất chặt chẽ. Cuối cùng dân là người quyết định. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.